trọng tài cầm dao đâm cầu thủ ở Brazil. Trong lúc xảy ra tranh cãi gay gắt, vị trọng tài cầm dao rượt đuổi và đâm một cầu thủ bị thương. Theo Marca, khán giả có mặt tại sân Atlay thuộc khu đô thị Mon Carlos của Brazil vừa trải qua giây phút kinh hoàng. Họ tận mắt chứng kiến vụ xung đột trong một trận đấu bóng đá nghiệp dư. Sau khi vị trọng tài chính điều khiển trận đấu thổi một quả phạt đền gây tranh cãi, các cầu thủ hai đội lập tức vây quanh gây sức ép. Trong lúc xô xát, một thành viên trong đám đông bất ngờ ném con dao cho vị vua áo đen. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, vị này có hành vi rượt đuổi và cố ý đâm một cầu thủ trên sân. Theo truyền thông địa phương, chính con trai vị trọng tài đã đưa con dao cho ông để thực hiện hành vi bạo lực. May mắn vị trọng tài này không gây ra sự cố về tính mạng bởi cầu thủ bị đâm nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Cầu thủ bị sốc và hoàn toàn hoảng loạn, Marca viết. Sau cùng, giới chức địa phương buộc phải bắt giữ vị trọng tài và những người có liên quan. Trong khi đó, cầu thủ bị thương cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị. Thời gian gần đây, các vị vua áo đen thường xuyên để lại tai tiếng. Hôm 6 tháng 4, trọng tài Fernando Hernandez nhận án treo còi 12 trận sau sự cố ở màn so tài giữa America và Leon tại vòng 13 giải vô địch quốc gia Mexico. Ông Hernandez phạt thẻ vàng Gian Barrio bên phía Leon. Đồng đội Lucas Romero lao vào khiếu nại và bị vị trọng tài này lên gối vào vùng kín. Tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Bolivia giữa Palmafolo và Blooming hôm 14 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Bolivia đình chỉ ông Gutierrez, người trực tiếp cầm còi, cùng 5 cộng sự để phục vụ điều tra do tình nghi có hành vi tiêu cực. Ông Gutierrez gây sốc khi cho trận đấu trên sân Quilacon đến 32 phút bù giờ. Ở Trung Quốc, hàng loạt trọng tài dính nghi án dàn xếp tỷ số. Truyền thông Trung Quốc bình luận, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá không thể thuê trọng tài ngoại để cầm còi ở Super League. Do đó, các trọng tài trong nước được trọng dụng nhưng nhiều người không đáp ứng được trình độ chuyên môn.